Chào tất cả mọi người, bữa nay tiếp tục mình đi săn chuột của mọi người. Có ngày bò không đi con đường mà không có nào hết trơn. Đang mình cũng đi săn chuột. Được con nào chưa? Qua đây đâm trước nào, con này đi. Mềm mềm á. Đang tục coi chuột, ẩu chuột nó chạy nha mọi người. Con ếch đàng hoàng nha. Chụp quá, chụp đi, chụp đi. Giờ đang đổ nước chuột nó chạy ra chụp nha mọi người. Chưa đâu đừng ngập chút nó lên. Còn nữa. Đâu đâu, những cái này, những cái lũ. Đó quá. Nó cho đang kiếm đường lên đó. Có mọi người. Tốc độ bàn thờ của anh mà. Chú này. Chưa rút ra đi, còn có khác nữa, nó còn đó. Còn giữ cái đó đi. Để cho chạy chạy đây ăn thụ thế đó chụp đi. Rút ra đi cho nó chạy đường đó. Không được, chuyện đó ra phải nó chạy ra nữa. Cái chỉ đó nè. Ra đem con khác lấy cái này. Được không con? Nè. Coi chừng chụp đi, nó chơi nó thọt ra giờ nè. Tao cây đó nhẹ nhẹ thôi, cái cây đó dễ gãy lắm á. Rồi chơi con chút quá chứ không phải là bình. Má chạy tung cho cái quần ta ra, quần ta ăn gách. Chơi. Con này là ăn cho nó giờ nó tám rồi, ôi chắc con à, không ra nữa rồi. Rồi rút ra luôn đi. Rút ra, bắt đi. Có ngạnh mà. Có ngạnh không? Ừ. Nhanh mà bắt ta đang cầm không ta mà có lại. Dạ, đâm dính chưa? Ôi, chưa dính mà. Trời, con chuột con đỉnh này dữ lắm. Dính chưa? Đâu trúng đạn vậy? À, cũng có trúng đâu. À, đâm chưa chết rồi. Rồi. Rút vậy. Trời. Dính hả? Dính đó. Trời ơi. Ủa, chuột quá trời luôn. Quá trời quá, như ngạnh đó. Phát từ từ. Chụp bự mọi người. Lấy được cục đạn trở lại. Đó, chụp xà bá luôn. Cái chuột cách có cái hình. Phát từ từ. Tắt rửa cái ngạnh đó. Cái ngạnh này đâu có bị mà, cái ngạnh quá trời. Má, má chụp biết chuột dái. Chuột dái hả? Dái hết biết luôn nè. Con hết biết luôn. Đã luôn nè. Quá đã mọi người. Rồi, bạn Thắng cầm chuột. Bạn Thắng cầm chuột đi. Giờ mấy anh em qua một chút bên đây đặng tập coi rằng bắt mới đây mọi người, lại đừng coi chuột cũng to. Cá chuột, cá hàng nữa. Nè. Đang tát nước vô hàng này cho chuột chạy mọi người. Quá lắc cái hơi nhẹ rồi, 3 kg bò ra. Mọi người vậy có 3 kg, cả 2 kg chín rồi. Tát là trong cái tắm đó. Tắm chuột rồi, tắm chuột. Có rồi mọi người. Đó, xà thủ. Chín chưa? Hay quá. Hay quá. Có chuột lục mẹ rồi đó mọi người. Khoan tới đi. Tao chế nè. Đây đụng cái tâm con mới. Đây nè, quay ra chạy quay ra. Ủa, trời. Tao không thấy. Cũng trong cái kia mới chạy lòng quay ra. Hả con luôn trời. Ô, bóng bóng. Ta vô ta. Ta nữa, ta nữa đi. Ta
Nó trốn bên đây nè, bên chỗ Dũng kìa. Ta nữa đi. Ê, chạy Dũng trên đầu gì Dũng? Thấy không Dũng? Trên đầu đó, đó. Ê, thay, thấy không? Từ từ nha. Mẹ, tao có Dũng dít gì đâu. Nó lên trên bụi, trên đỏ cái đó. Đâu, chạy qua an toàn ơi, trên bè an toàn ơi, thấy không? Bắn đại mẹ, tao không thấy nè. Ở quay Giang kìa, trên đầu một chút kìa. Trên đó, thấy không Giang? Ở trên đó. Ê, quốc đi. Sao quá qua mày đó Dũng? Ở leo lên đọt luôn Dũng ơi. Leo lên đọt luôn rồi kìa, nó qua mày. Ở đây. Ủa, nhảy. Cho xuống nữa, cho xuống nữa đi. Chốc nè. Rồi, đây xuống rồi đó. Qua được rồi. Đúng rồi. Mày trên cao mọi người. Nhìn nó không thấy. Cây trúc nó che hết trời. Trên đó con nữa nè. Chỗ đó mà kéo qua cái chừng 5 tấc có con. Khoan tấc nước nè. Trên đầu này khách. Nào. Ê, chạy qua đây chạy. Đi ra kìa. Trên đó đó, thấy không? Ở trên xuống rồi. Lên trên luôn rồi, lên đọt luôn rồi. Cái che trời. Dính cái từ từ đó. Xuống tới bà luôn, anh hỏi chết mẹ. Chết luôn. Thôi đi. Con đường này ao luôn chứ. Ngồi đây canh nè. Anh chuột còn bệnh phổi nữa à. Chúng cạn sao vắt nè. Dập phổi vậy. Chuyện lát hay mệt á, dập phổi. Mà không phải thánh không. Ê, đem mũi chỉ ra đâm đầu đúng rồi. Đâm cái đầu nó được. Đập vô đụng mẹ nó, cái tay đúng rồi, cắn cái tay cái thì đụng mẹ nó, cắn cái tay không, đâu có được. Không được, đừng lấy ra nè chứ, đưa mũi chỉ ép được. Từ từ. Quay đầu lại vậy. Lấy chỉ không? Thôi. Nãy giờ giận rồi. Giận hả? Đâm chỉ vô này. Con chuột cũng khó khăn nha mọi người. Đỡ một chút á. Nó dễ ăn đâu. Đồ quá bự. À, đập tới tét ruột luôn là ruột luôn rồi. Dính rồi. Lại thì ăn được cái. À, dính được con nữa rồi. Quay ra nó lần. Thấy kìa, bộ quay giang đó, chết đó, thấy không? Đó, dễ bấm luôn, quất. Trời ơi, chạy hoàn toàn cái này. Chứ ăn cái này dính chưa? Chắc bự lắm nè, đủ mới đẻ hôm ấy nè. Mới đẻ hôm hả? Trời, bự nó biết trời. Nó mới đẻ hôm nè. Cái gì trời bá lửa luôn á. Trời ơi, trời. Trời bá lửa luôn, em bé. Thì chứ. Chụp cái lớn nè. Đồ ơi, xạ thủ nữa này. Đấy. Tù quá, tay chế lượng ngay cho được. Được rồi, được rồi. Hay lưu đứt đây. Một con nữa mọi người. Ê, lặn nữa. Có tiêu rồi. Cứ lặn chứ. Dính này kìa. Dính. Cái giữa ngã nó sẽ xây nó xuống. Ngồi cạn xuống rồi. Rồi xuống luôn rồi. Đang leo lên xử lý mấy chuột lên nóc lên đọc chút nha mọi người. Dễ dàng không? Leo lên luôn. Trên luôn. Leo lên đi, nó phóng xuống. Nó leo lên nó phóng xuống thiệt à. Không, nó phóng xuống là chết đủ mà.
Đâu tiêu hết rồi. Đâu? Chút, thấy ai mày chấp mèo đó. Cái chĩa nè. Cái chĩa đâm luôn. Ở leo bắt nó đụng, mẹ bắt được nó đâm đi. Quần cái nhánh cây xuống cho toàn bắn. Chụp chụp đi. Chụp hò luôn hả trời. Cái gì thế hả? Đó tiền lại cơ lại. Chạy à. Lấy. Đâu con nữa rồi. Con quá. Tránh nhìn đây nè. Thế nào được ơi. Giặt cái răng vụ luôn. Đi chạy. Đi bắt chuột mùi nước nổi nè mọi người. Đó, nước nổi mênh mông luôn. Cái gì vậy? Cá lóc hả? Quất luôn. Được, cũng được 4-5 con cái gì vậy? Mùi chút nó nãy là được 4-5 con. Đá cá luôn. Qua bùi chút mới nha mọi người. Đó, đang lên chỗ mấy cái đất cao cao rồi rồi xung quanh nước không. Cho đây là cái trục giường của anh ta. Tha phòng là của nghỉ rồi nè. Đó bịt cái con nè. Hỏi coi quất tôi đâu rồi. Có cái này được. Con nữa mọi người ơi. Chụp liền. Hang to đổ được rồi. Đồ ghê. Mở ra đi. Ba con. Ba thì xin má là ba con sáu đổi. Đậu nguyên bầy luôn. Sao đâu qua đâu tập thêm con chó con qua nữa đổi. Thiếu mãi được con chó con nữa. Đặt tao bao này giờ đổi bay chó bự tao rồi chứ nhà đang nhà nó động cho. Trời má bắt đi xẹt đi các kiểu. Tao kéo lưới chết rồi. Giờ kiếm chỗ khác đâm mọi người. Không phải là...